Tính ra dịch ở đây cũng sướng lắm nghe mọi người. Mấy dịch cũng có cái thang máy để đi lên đi xuống, tắm ăn xong rồi đi thang máy xuống tắm, rồi tắm xong rồi đi thang máy trở lên chuồng ngủ nha mọi người. Cái thang mình nhìn thấy vậy thôi chứ nó là thang máy đó. Đợt trước mình có qua đây là quay cái mương là cát hầm nè. Mới đây cũng tháng mấy rồi. Rồi bây giờ anh nuôi lại Tết qua chị ớt. Ôi ơi này ớt nè mọi người nè, khoảng 500 con. Con nào con lấy nó bự ơi là bự. Ủa có con kia sao nó phùng mang hay gì nó bự dữ. Bao nhiêu ngày được cô? 3 tầng nó được cỡ 3 ngón tay. Này bình thường nó đẻ rồi bao lâu mình mới đem cho ra cái dèo lớn? Nó đứng là mình vớt trứng ra liền. Không, mình đâu có thấy được cái gì. Không thấy được.
Ủa rồi như lúc nào mình mới biết là nó chuẩn bị nó đẻ? Tối anh chạy oxy cho nó, chạy nước cho nó chạy nước vô mình tạo mưa nhân tạo á. Ừ. Nó bắt cặp đẻ. À vậy hả? Sáng mình lấy trứng ra mình vớt rồi mình vô bồn khác. Bồn khác cái trứng nó vậy. À cái trứng nó như trứng cóc không? Mà nó nhiều lắm. Đang ngủ cho nó tối lúc nào chạy oxy cho nó. Ừ. Cái mai này của anh Nguyên tới giờ vẫn còn bông nha mọi người. À, còn mai cũng giống như là còn sưng. Cái cây này bây giờ tính ra cái bông nó còn nhiều hơn cái lá nữa. Bông liên điển. À bông liên điển là mình không hái bông thì ra trái được dài vậy hả? Nó dài như vậy nó có trái. Nếu như mốt nó trái này chín nó rớt hột là nó sẽ lên cây nữa đúng không? Sẽ lên cây nữa nó già nó sẽ rụi cây. Cái này là trái liên điển nha mọi người. Hồi nào giờ nhiều người quay bông rồi đó, nhưng mà bữa nay mình sẽ quay trái cho mọi người biết đây là trái liên điển. Vậy giờ nó sẽ đen vậy nè. Đâu anh? Đây cái này bông là nó lên chua là thôi hết nó nổi rồi. Rồi hộp nha, hộp nó chua mà cá linh nữa ha. Trời ơi bị thâu. Đặc sản miền Tây. Cá linh miền Tây hết nó nổi luôn. Đây là trái điên điển nha mọi người. Hôm rồi bông hái không hết đó thì bông nó sẽ ra thành trái. Trái xanh rồi nó chuyển qua vậy. Nó già là nó có sẽ có hộp. Là hộp. Để ốc bu nha. Này kêu là ốc bu xanh, bu xanh, bu xanh già. Ốc bu xanh. À này trời em thấy đứt vàng vàng nè, tưởng đâu là ốc bu vàng. Bu xanh con nó mới bóng nè, bu vàng nó đâu bóng luôn. À nhìn nè. Thấy không? Bu xanh này giờ mới ngon lắm. Này giờ bán có giá. Này là món gì anh Nguyên? Hấp xả luôn, chấm mắm. Ủa gì cắt đứt ra là chưa hấp hả? Chưa. Trời ơi, có gì mình hấp luôn đi. Đúng rồi, mình hấp. Thêm hả? Chưa đủ đồ đâu đúng không? Chưa. Đúng rồi, thôi nó. Vừa đầu mới nám mà. Đây là nước cá tây luôn, gơm luôn. Đúng rất là ngọt. Tất cả các cá này rất là ngọt. Như lá dừa này nọ chứ không bao giờ qua rơm nữa. Rơm mình là nó ngọt dữ dằn. Nướng cá bên bờ sông. Sông Dầm Cỏ Tây nha mọi người. Có chất gạo. Ồ. Thêm ăn. Thêm ăn đây đi để coi chừng nữa. Chưa chín đâu, khoảng 2 quả nồi nữa. Chưa không có dám bỏ nhiều thì nó cứ tóc. Táp ha, anh sợ ở trong nó không chín à? Đúng rồi, từ từ. Bây giờ nó đã trở màu thấy chưa? Ừ. Nó có độ nóng dữ quá. Cần thần nữa là chắc thể là không. Không mà tính ra anh nướng gì là kỹ chứ bình thường ta giống như để vô thôi chứ không có bưa ở trong đó ra. Không, nó chưa có độ nóng á. Mất độ nóng con cá kia. Cá nó không chín tới trong, nó chỉ nám thôi. Nó phải ấm vô. Ấm thiệt là nhiều vô vậy đó. Chín rồi đó, thơm rồi đó, nghe mùi dữ dằn. Nói chung mà nướng rơm á thì nghe mùi cảm giác ơi sao ta, giống như là nghe cái mùi ngọt mà của cái vị sữa của cái lú. Rồi đổ vô. Bây giờ nhờ thợ chín vô nêm lại nha. Rồi có giò gà luôn hả? Có à. Cái này kêu là món gì? Là lẩu cá thác lát. Lẩu cá thác lát, giò gà đậu hũ à? Đúng rồi. Tính ra có bò viên nữa hay gì vậy? Không, không có bò viên. Sao anh đầu bếp? Chắc anh bỏ cái Adi ngon. Anh bỏ Adi ngon rồi phải không? Bỏ nãy mày bỏ bao nhiêu người ta bỏ như vậy đó, không bỏ cho xin ngon gì hết. Trộn lên cái luôn, trộn lên cái. Y vậy thì sao hơi mặn rồi. Không có, tao không bỏ gì hết. Cái đầu cá là trộn rã luôn. Ủa cái gì vậy? Đầu cá này. À này ha. Trời ơi cái đầu con cá này bự dữ. Cái này nữa. Rồi đâu anh em lại cái nữa coi, không mấy thêm nước hay sao? Tính. Gì vậy? Sao ngon lành chưa? Sao anh Tính thử miếng anh Tính. Thôi anh đầu bếp anh đem đi. Không em cũng không. Rồi mở luôn. Dặn bài thì mình bắt máy, bắt máy luôn. Rồi lên lửa rồi đó. Lửa hả? Nên Nguyên để anh em mình món lẩu cá thác lát với lại chiên gà đậu hũ nha mọi người.
các bạn ngon nha mọi người. Lẩu này thì bao ngọt thôi. Giờ sôi lên là mình ăn nha cả nhà. Ok. Không đem vô dẹp. Ê. Mấy mua xanh nó ngon lắm đó. Cả nhà nha. Rồi anh Nguyên là cũng là chủ nhà nha mọi người. Món cá thác lát của chính tay mình làm với một miếng ớt này là coi sao. Vô luôn anh. Ngon quá. Không, nhiều khi anh khen hấu bằng út lụng. Út lụng là khách út lụng khen mới thiệt. Chứ còn bình thường của mình nấu đương nhiên mình phải khen là chứ mình chê đâu có ai khen. Ăn mà không uống thì bà con người ta dòm ngó dữ lắm. Rồi uống thôi, miếng đi cho tiêu quá tốt. Dơ quá thôi nha anh. Còn xe cổ vỗ đùi cái bợp luôn. Trời ơi. Tán vô mặt không anh. Quay phim nè. Oh my god. Wow. Quên đệ tử. Tôi chưa. Rồi đâu mình mốt đi, mình mốt rồi mình thử cái món này sao. Ngon không? Thấy ngon mốt lại tiếp. Là hấp dẫn rồi đó. Đúng rồi mà chưa được cài thì thử rồi. Làm thì ai làm cũng được nhưng mà cá em nghĩ chắc khó kiếm anh ơi. Kiểu như con cá 3 ký mấy này nó cũng vô hình vô biến lắm. Kêu là hàng hiếm á ha. Đúng rồi, nó kiếm với lại cũng khó nạo ha. Có vậy mình cái bán là... thì em nghĩ là anh em còn chơi với mình nữa không? Là mò với tôi có nhiều khi mình bán cá này mình mua cái khác cho anh. Mua khác nhưng mà không em có con cá này. Rồi. Thầy là mua ở dưới cá này là mò dưới sông Dòng Cổ Đông phải không? Đúng rồi. Cá này đi giăng lưới, giăng lưới gặp em trai đây. Anh giăng lưới cho lưới. Đổ bát phân á. Đổ lên cho gặp miếng rau. Đúng rồi. Giăng lưới. Vô thử coi. Được cay nha. Cá trắng tươi luôn ha. Này có công thức gì không mà sao cá trắng tươi mà nhìn hấp dẫn dữ luôn. Không. Quá tuyệt vời. Còn không? Dưới còn không anh? Còn cho lên thêm đi hả? À, còn đưa lên thêm đi chứ này chấm rồi chấm. Đó. Y chang cái lẩu bò bữa mua nước ngọt ha. Kẹp miếng ớt nữa nha mọi người. Rồi. Ăn nha mọi người. Ồ, có thiệt là đã hả? Quá toàn là đồ ngốc không mà sao không ngon. Để bia lên, dựng bia lên. Ngon quá. Hấp dẫn ha. Lần sau là làm được nữa ha, món này được ạ. Đây em. Ngon quá, đúng cá hấp lát. Bỏ đại bệnh nhiều đi. Được rồi, có chưa? Mua trứng nè. Đây mua ớt, mua ớt đây. Có trứng nè, có trứng không? Có trứng nè. Người nhớ đó, bạc là đang ở phường 5 á. Nguyên vậy anh. Không có mùi gì bằng con cá lóc đồng mình nướng anh ơi. Nướng bằng rơm đó anh. Nướng rơm, nướng bằng rơm. Hả? Nồi đó, đưa anh Tấn cầm cái đó, cái đầu đó đi. Cá Tấn cầm không giống người ta nha. Cá lúc này có cầm đầu đó mới đã anh. Đó, rồi vô anh, vô anh, vô anh. Rồi, rồi. Thằng nào vô tên thì vô cũng được. Rồi, vô. Mười quay. Cái con đúng kiểu không? Con làm cái gì mà? Đã không? Tính ra chưa năng lượng vậy đó. Cái bông, cái bông. Cái bông của nó. Nè đó, nãy Dương Hùng bỏ vô cho con. Cái con, Dương Hùng bỏ vô cho con. Không. Làm hai chén luôn. Cái ngó ăn nữa. Ăn cái bông của cái bông lục bình nó giòn mà nó ngon, anh bóp lỗi nó cực kỳ. Lấy cái thuốc cũng được. Bông nó bông tím. Bông tím. Cái nào vậy? Cua mắm á, ăn cái đó là cực kỳ chứ hoặc anh nấu cà chua đi bao luôn. Cá chạch. Đặc sản quê mình nha. Phải hai ngón tay. Đúng rồi. Cá lóc. Ôi, vậy tính ra ba ngón tay luôn á chứ. Vậy chiên ba ngón tay nhậu. Thôi. Cá chạch. Cá chạch cỡ ba ngón tay mà. Món ngon miền Tây nè. Cái là bà bô đó anh. Bông này là bông cải lương nha mọi người. Too long, it hurts to watch.